Chào mọi người. Mọi người thấy trước mặt Vân á là một gọi là linh tinh đồ đạc chai lọ đủ thứ trên đời. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ với nhau một số những cái bí quyết để mà phòng chống cái con mà corona. Trời ơi, kinh khủng quá. Mọi người biết sao không? Tại vì ngày hôm qua Vân đi đến một cái tiệm thuốc gần nhà Vân á, thì khẩu trang cũng hết ha. Cái Vân về cũng chia sẻ mọi người cái cách làm khẩu trang mà theo như trên mạng là một số những bác sĩ ở Đại học Y Dược đàng hoàng á, người ta chỉ cách làm. Vân chia sẻ với mọi người. Còn hôm nay á, rồi cái Vân đi mua cái thuốc rửa tay khô đó cũng không có nữa. Trời ơi, tức quá, thành ra lại sợt trên mạng. Xong rồi thấy cái cách này hay quá, bây giờ Vân chia sẻ cho những người yêu thương của Vân, những người đang theo dõi cái kênh Hồng Vân Entertainment của Vân, mình cùng chia sẻ với nhau để mình vượt qua cái cơn bão dịch này nha mọi người. Thì ở đây thêm một lần nữa, đây Vân sẽ mua những cái bịch khăn giấy nhỏ nhỏ như vậy thôi, không cần mua lớn nha mọi người. Vân mua khăn giấy như vậy. Và mọi người biết đây là gì không? Đây là cồn 70 độ. Đó, cồn 70 độ. Thì Vân sẽ làm nó đơn giản giống như đang giỡn vậy đó mọi người. Đây, Vân cứ thủ, coi như là mình có một cái giỏ sách để mình mang đi, mình đi làm. Mình cứ vậy mình xịt vô. Đây mình xịt vô nha mọi người. Xịt vô. Đó, mình cứ xịt vô như thế này. Và tự dưng mình đã có được một cái gọi là một cái giấy mà giấy sát khuẩn một cách cực tốt luôn. Thực ra thì nó có hai cách sát khuẩn, giống như là những bác sĩ cũng như là y tá người ta chỉ cho mình. Thì mình cứ tạm thời mình bỏ vào đây để mình lau, nếu như mà trong trường hợp mà mình thích lau cái này. Rồi nếu như mình không thích lau cái này thì mình có thể trực tiếp xịt vào tay. Đây là cồn 70 nha mọi người, cồn 70. Và mình sẽ rửa 5 bước rửa tay á, là mọi người biết nè. Đó, rửa tay như vậy gì, xong rồi á, rửa trên mu bàn tay. Đó, rồi xong rồi ví dụ như nếu rửa tay xà bông á, là mình phải nhớ mình có cái động tác này nha mọi người. Động tác này để lại gì, là những cái móng này kia nọ. Thì hồi xưa Vân có quảng cáo cho Lifebuoy á, thì người ta chỉ cho Vân 5 cách rửa tay này rất là hay. Đó, rồi mình rửa hết xong xuôi đó. Khi mà mình sát khuẩn xong xuôi như vậy là rất là tốt nha mọi người. Đồng thời mình còn một cách nữa là mình xịt vào những cái bịch giấy nhỏ như thế này, và mình sẽ mang đi theo mình trong cái thời gian mà bão dịch nó đang hoành hành như thế này nha mọi người. Rồi bên cạnh đó, nhưng mà khi mình đã làm cái điều này rồi, mình nhớ đừng có lau mặt. Mà mình sẽ lau mặt bằng cách nào? Đây, chúng ta sẽ có một cái chai nữa. Đây là nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý mình cứ đổ ra đây, mình cứ mang một ngày vậy đó, mình mang chừng vô đây nè, mình mang đi nha mọi người. Đây, Vân cứ mua cụ bị, Vân mua đó. Rồi hả, cái mặt của mình hay là mắt, tại vì mắt mũi này kia nọ các thứ của mình á, mình cứ xịt thẳng vô trong cái bản mặt của mình luôn, xịt thẳng luôn mọi người. Đó, đó, mình cứ xịt như vậy nè, xịt lên mặt. Sau đó mình sẽ lấy giấy mình lau, mình sẽ lấy giấy khô mình lau nha mọi người. Đó, đừng có lấy cái giấy ướt mà đã có giấy sát khuẩn rồi. Đó là nước muối sinh lý. Rồi còn một cách nữa, là Vân cũng muốn chia sẻ luôn, tại tùy theo mọi người, ai thích kiểu gì thì mình chơi theo kiểu đó. Đây là một cái Vân cũng bị đi theo đây. Sở dĩ Vân làm 3 màu để cho mình nhớ. Đây là cồn 70, đây là nước muối sinh lý là màu đỏ. Còn đây, bí kíp đây nữa nha. Mọi người biết đây là gì không? Đây là nước. Để Vân đóng vô đã, sợ nó đổ uổng. Thời buổi này bây giờ là cái gì phải tiết kiệm. Cái này rẻ rè luôn, rẻ lắm. Nước muối sinh lý cũng rẻ mà cồn 70 độ cũng rất là rẻ luôn. Thì ở đây là nước, Vân sẽ pha theo tỷ lệ. Nếu như đây là cồn 90 nha mọi người, cồn 90 thì mình sẽ pha theo tỷ lệ. Ví dụ như là 1:1 đó, thì cồn 90 nó đậm hơn cồn 70, cho nên mình sẽ pha theo cái theo nước. Tại sao mình lại phải pha như vậy mà mình không dùng cồn 70? Bởi vì nó có một cái chiêu nữa, một bí kíp nữa. Đây Vân pha cồn vô nha. Đây, ui trời, nó nóng luôn đó mọi người, nóng luôn. Đây, vì sao Vân muốn có cái mùi sát khuẩn theo ý của mình? Vân thì Vân rất thích mùi dầu gió xanh, cho nên rằng á, Vân làm cái điều này là Vân nhỏ
dầu gió xanh vô đó. Và khi mà Vân xịt vào tay thì nó có cái mùi dầu gió xanh Vân rất là thích đó. Mỗi người mỗi kiểu. Còn lại các bạn ai có thể cho tinh dầu bạc hà hay là mùi oải hương hay tất tần tật, đó là tùy theo ý thích của mình thôi. Bây giờ Vân đi đâu nè, nhất là đi diễn hay đi quay phim nè, là Vân đều cuộn bị theo như vậy hết. Mình lắc lên, một ngày mình cứ làm như đây thôi đó. Khi mình lắc lên mình ngửi thì nó thơm, đúng cái mùi mình thích là cái mùi dầu gió xanh đó, rất là thích luôn nha mọi người, và sát khuẩn rất là tốt đó. Đó, nhớ là 5 bước rửa tay nha, 5 bước rửa tay nha mọi người. Rồi, như vậy là hành trang của Vân ngày hôm nay sẽ có ba cái chai này. Ba cái chai này gồm có nước muối sinh lý để Vân rửa mặt, rửa mắt. Phải nhỏ thuốc mắt nữa nha mọi người, rửa mặt, rửa mắt. Rồi á, cái này là để mà Vân xịt thẳng vào tay. Hoặc là cái này nếu như muốn có mùi tinh dầu, dầu gió xanh. Còn đây là cái mà Vân lúc nào cũng cầm ở trong người để mà nhiều khi mình mang này lục cục lòng hòn quá, mình mệt mỏi thôi, mình mang cái này bỏ trong túi mình thôi. Đó, cũng là một cách. Rồi, còn một cái điều này Vân muốn chia sẻ nữa là Vân cũng thấy ở trên mạng và Vân đã làm thử rồi. Vân làm thử rồi mà nó rất hiệu quả nha mọi người. Đây nha, chanh. Chanh loại chanh này nha, mọi người nhìn kỹ cái loại chanh này nè. Loại chanh này chứ không phải chanh Hà Nội. Chanh Hà Nội là nước nhiều, còn cái chanh này á, là nó vỏ nhiều hơn và nó có cái hột nhiều. Thì mình cần là cần cái vỏ đó nha mọi người. Thì mình mua về xong mình bỏ vào trong ngăn đá. Bỏ trong ngăn đá cho nó cứng lên xong bắt đầu mình gọt. Mình gọt để mình lấy vỏ thôi. Đó, mình cứ bào ra mình gọt như vậy nè mọi người. Mình lấy cái vỏ. Đó, đó mình lấy vỏ là chủ yếu nha mọi người, chứ mình không lấy cái phần ở bên trong. Đó, mình gọt ra như thế này. Hoặc nếu các bạn nào mà không biết cách gọt kiểu này á, thì mình sẽ gọt theo kiểu như này. Mình cứ vậy mình bào ra đến khi nào hết vỏ thì thôi. Vân thì nhà Vân là gọt theo cái này truyền thống từ đó giờ rồi, như gọt cam này. Rất là tốt luôn. Mình lấy cái này ha. Tỷ lệ sẽ tùy theo mình. Ví dụ như mình xài nửa ký, nhà đông người thì mình xài 1 ký à, còn không mình xài nửa ký. Rồi sau đó là mình lấy những cái củ xả như thế này, tươi này mình rửa sạch đi, mình đập. Đó, mình đập dẹp cái này và mình đun nước sôi chung vỏ chanh với lại là cái củ xả này. Đó, mình đun cho nó sôi lên ha. Rồi xong mình để nguội. Mình để nguội bắt đầu mình mới, khi nào mình uống á, mình sẽ lấy ra mình pha với mật ong. Mật ong rừng là tốt nhất nha mọi người. Mật ong rừng thì mình pha ra như vậy thì 100ml thì nó không có bao nhiêu hết đó. Như đây nè mọi người. Đó, cỡ như đây thì mình sẽ pha chung với mật ong đó để mình uống. Sáng 1 ly, trưa 1 ly, tối 1 ly, uống liên tiếp trong vòng 3 ngày. Đó, 3 ngày như thế thì là nói chung á, là cổ họng mình nó sẽ sạch những cái nhớt nhau rồi những cái vi khuẩn đại khái vậy. Nó sẽ sạch hết cái cổ họng của mình và sạch luôn cái lá phổi nữa. Đó là ở trên mạng thì người ta chia sẻ như vậy. Mà Vân thì Vân cũng làm thử rồi thì Vân thấy như vậy. Thực ra là xả và chanh nó là vô hại và nó rất là, tức là nó không có một tác dụng phụ nào cả, mà thực sự là nó rất tốt ở trong những cái bài thuốc nam đó để nó dùng cho mình, nhất là cuốn họng. Tại vì khi nào mà tụi Vân mà khan tiếng á, diễn viên mà khan tiếng cái là lo chanh, vỏ chanh rồi ngâm với đường phèn rồi hấp lên này cái nọ đó, thì bây giờ mình dùng cái này mình tẩy rửa cái cổ họng của mình, cái lá phổi của mình trong thời điểm này, nó là một cái món gọi là detox á, mà là một cái bài thuốc của thiên nhiên detox rất là hay luôn. Thật ra cũng không cần phải trong cái đại dịch này, mà lâu lâu á mình làm một lần rất là tốt nha mọi người. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết rồi thì là Vân nghĩ ngày mai bắt đầu nhịp sống sẽ trở lại bình thường và chắc chắn là tất cả mọi người đều phải đi làm rồi. Chính vì vậy mà Vân rất muốn chia sẻ điều này với mọi người, để mà khi mình bắt buộc mình phải đi làm, không thể nằm nghỉ được, thì mình sẽ tự bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ những người xung quanh mình. À, chúng ta hãy cố gắng nha mọi người, vượt qua cái đại dịch này để tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Chào mọi người, yêu thương mọi người lắm.